ngày 1 tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, quyết thắng. Tới sự có đồng chí Đại tá Bùi Xuân Quỳnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Về phía huyện, có các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, lãnh đạo và chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện, bí thư đảng ủy, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn. Đợt huấn luyện năm 2024 của huyện Định Hóa diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024 với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện sát thực tế, sát đối tượng tác chiến, phấn đấu hoàn thành 100% nội dung huấn luyện, 80% cơ quan đơn vị huấn luyện giỏi. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì kỷ luật và chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn trong huấn luyện. Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về công tác quân sự quốc phòng, tập trung thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về công tác chỉ huy huấn luyện và quản lý bộ đội, tập trung xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ và xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội. Tiếp đó, các đơn vị đã ký giao ước thi đua trong đợt huấn luyện năm 2024. Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trang thiết bị huấn luyện năm 2024. Tổ chức duyệt binh điều lệnh đội ngũ, tiến hành tham quan mô hình học cụ của các đơn vị, đồng thời tham gia chạy bộ rèn luyện thể lực. Qua đó, quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong năm 2024.